Performance Crew, HaNoi X-Girls. Wow, pose cũng đẹp. Ghê, 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 ghê. Cái khúc mà quăng HanoiXGirls 가 확실히 이번에 욕심이 좀 많았던 것 같아요. 굉장히 잘하고 멋있고 실수도 없었지만 뭔가 조금만 덜어냈으면 더 멋있지 않았을까 하는 조금의 아쉬움이 있는 것 같은 느낌을 좀 받았어요, 이번에는. Còn cái chỗ mà ke á là lúc mà xoay 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 đi ra cái chỗ cuối, cái chỗ nó giống như là một cái cơn bão mà nó đi. Cái năng lượng của HanoiXGirls thể hiện trong cái phần này nó là rất mạnh.